là Phạm Trần, xin kính chào quý vị đã đến với bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay tôi xin thưa chuyển đến quý vị về quyết định của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã quyết định chất vấn Việt Nam và yêu cầu Việt Nam phải thi hành những cái yêu cầu của họ. Thưa quý vị, đối với năm 2009, tức là kỳ họp thứ đầu tiên, thì Việt Nam chỉ nhận được có 123 lời yêu cầu của các thành viên của Hội đồng Liên Hợp Quốc thuộc 60 quốc gia, nhưng mà Việt Nam chỉ nhận có 96 lời đề nghị và đã thi hành hoặc là đang thi hành. Nhưng mà ngược lại, năm nay thưa quý vị, năm nay tất cả những ý kiến của Việt Nam phải trả lời. Vâng, thưa quý vị, trong sáng ngày hôm nay tôi nhận được báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva, thì tất cả có tới 227 ý kiến và lời yêu cầu của các thành viên dự phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Việt Nam phải thi hành những việc sau đây. Thứ nhất là họ yêu cầu phải tôn trọng và phải để cho công dân được quyền tự do tư tưởng, tự do phát biểu và tự do hoạt động báo chí cũng như là hoạt động Internet. Cái điều thứ hai là các nước Âu Châu đã yêu cầu Việt Nam phải hủy bỏ án tử hình. Họ cũng yêu cầu là phải công khai tất cả những trại giam, những người tù lương tâm, những người tù về tư tưởng chính trị và phải cho biết rõ là những người tù đó phải làm những việc gì và được đối xử ra sao. Ngoài ra, những yêu cầu của các quốc gia tham dự cũng bắt buộc Việt Nam phải ký thêm những cam kết đối với quốc tế, đặc biệt là công ước về vấn đề tra tấn. Mặc dù là Việt Nam đã ký kết nhưng chưa có được quốc hội thông qua và thỏa thuận. Điều này đã khiến cho các nước Âu Châu không hài lòng. Kể cả một số nước Nam Mỹ cũng yêu cầu Việt Nam phải xúc tiến và phải đồng ý càng sớm càng tốt. Cái điều nữa là họ cũng yêu cầu là phải ngăn chặn tất cả những cái sự đàn áp đối với những công dân quyền hoạt động tự do, hoạt động hòa bình và không có bạo động. Họ cũng yêu cầu nhà nước Việt Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo, đặc biệt là tự do phát biểu của người dân. Và đặc biệt là Nhật Bản thì cũng đã yêu cầu là phải tôn trọng quyền ra báo độc lập của công dân Việt Nam. Thì đấy là tất cả những cái điều mà tôi cho rằng là rất là quan trọng. Nhưng mà năm nay, đặc biệt là các quốc gia đã yêu cầu Việt Nam không thể nào trì hoãn trả lời và càng nghiên cứu càng sớm càng tốt những yêu cầu của họ. Họ yêu cầu Việt Nam phải trả lời những cái đề nghị cũng như là những khuyến cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào phiên họp thứ 26, thưa quý vị. Trong cái ngày mùng 5 vừa rồi, họ mới họp đến kỳ thứ 18, tức là còn 8 phiên họp nữa, Việt Nam mới phải trả lời. Và trưởng phái đoàn Việt Nam cho biết là họ sẽ nghiên cứu tất cả những yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị cũng biết là có 206 quốc gia đã tham dự và tất cả những quốc gia này đều có những điều chất vấn gửi đến cho phái đoàn Việt Nam. Và phái đoàn Việt Nam do ông Hà Kinh Ngọc, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam lãnh đạo, gồm có nhiều thành viên của các bộ như là Bộ Công an, Bộ Thông tin và Tuyên truyền và nhiều bộ khác nữa. Và tất cả những cái yêu cầu của các cái thành viên của Hội đồng Liên Hợp Quốc đã được gửi thẳng đến cho phái đoàn Việt Nam ngay chiều ngày hôm nay, thưa quý vị. Ngày hôm nay là ngày 6. Và họ đã yêu cầu Việt Nam phải nghiên cứu càng sớm càng tốt. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra phái đoàn của Hoa Kỳ và đặc biệt là phái đoàn của Hoa Kỳ đã yêu cầu đích danh là phải trả tự do cho 4 người. Thứ nhất là luật sư Lê Quốc Quân, thứ nhì là luật sư Cù Hy Hà Vũ, thứ ba là Điếu Cầy và thứ 4 là anh Trần Huỳnh Duy Thức. Họ yêu cầu là phải trả tự do ngay lập tức và cái điều này đã được ghi vào khuyến nghị của Liên Hợp Quốc. Thì đây là một cái điều hết sức là mới và quan trọng. Chưa bao giờ một cái khuyến nghị của Liên Hợp Quốc mà đã có những trường hợp cá nhân được nêu ra.